thấy là thuốc mềm phân lactose thì cũng được rất nhiều các ba mẹ của chúng ta chủ động lựa chọn khi mà con bị táo bón. Sử dụng sản phẩm này thường xuyên lâu dài thì liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của trẻ hay không ạ? Vâng, cũng được ạ, cũng được, nhưng mà thế này, nếu mà các bạn không biết về liều lượng đấy, thực ra lactose nó chỉ là mềm phân thôi, nhưng mà ví dụ táo bón cấp tính các bạn uống được khoảng 3-4 ngày mà thấy nó đỡ thì được, không vấn đề gì. Nhưng khi mà táo bón mãn tính thì các bạn tự điều chỉnh thuốc, tôi đảm bảo là không có tác dụng gì cả. Đồng ý, tôi khám chữa thường ngày mà, cho nên là táo bón mãn tính đúng lactose cũng là một thuốc để giúp cho trẻ đi ngoài, nhưng tức là phải kiên trì và chữa phải lâu dài, và mình phải khám tổng thể em bé để xem em bé có bệnh gì không, để mà nhỡ như mình phải uống cái thuốc ấy lâu dài thì liệu có ảnh hưởng gì đến em bé hay không, thì phải có thầy thuốc khám toàn bộ. Đấy, thì tức là cơ thể của mình là một bộ máu mày thống nhất mà, đâu có chỉ mỗi cái vật đâu. Đấy, thế thì anh ấy phải khám tất cả các cái bệnh khác nữa để xem nếu chúng ta uống cái thuốc đấy lâu dài liệu có ảnh hưởng gì đến đứa trẻ hay không, thì lúc đấy phải có bác sĩ, không có bác sĩ không làm được đâu. Vâng, dạ vâng.